Tại lớp ẩm thực Trung Hoa, Hạ Thế Long đang thể hiện kỹ năng thái rau của mình nhưng lại bị sư huynh Đàm Nhất Phàm chê trách không tốt. Anh ta yêu cầu phải thái mỏng như cánh gián, nhỏ như tóc và không sai một phân. Trước áp lực sư huynh tạo ra, Thế Long cố gắng tăng tốc độ nhưng đến cuối cùng cũng không được công nhận, còn không may cắt vào tay. Vì chuyện này mà cậu phải chịu phạt cầm thớt đứng tấn. Trong lúc này Nhất Phàm đem theo củ cải đến nói rằng nếu cậu có thể bắt được nó thì sẽ dạy món Hỏa Sơn Vu Long cho cậu. Nhưng khi củ cải được tung lên, cậu chưa kịp đưa tay bắt thì nó đã bị Nhất Phàm vùng dao cắt thành từng khúc nhỏ. Cũng vì thế mà cậu chỉ có thể là người giúp đỡ trong trận chiến ngày hôm sau. Đó là trận khiêu chiến giữa nhà hàng Âm Long, nếu thua lớp ẩm thực Trung Hoa sẽ bị giải tán. Kết quả của trận đấu hôm ấy là Thế Long vì không giết được cá khiến căn bếp trở nên hỗn loạn rồi bị Nhất Phàm đuổi ra ngoài. Cuối cùng Nhất Phàm cũng không giành được chiến thắng nên theo quy ước lớp ẩm thực Trung Hoa này bị giải tán. Cũng kể từ đây mà Nhất Phàm mai danh ẩn tích cùng con dao thất tinh là vật truyền nhân của đầu bếp cho đến vài năm sau. Nhất Phàm lúc này đang dùng con dao thất tinh bổ đôi lọ thuốc rồi vốc một nắm vào miệng. Tiếp đó anh liên tục uống thêm mấy lọ, còn không quên ăn kèm một vài gia vị cho dễ nuốt. Chính xác thì điều anh đang muốn làm chính là tự sát, nhưng thật không may khúc gay cấn lại xảy ra vấn đề. Do thuốc hết hạn mà không phát huy tác dụng khiến Nhất Phàm phải ôm bụng vội chạy tìm nhà vệ sinh. Cô phóng viên thực tập Tiểu Dã thấy anh chạy ra ngoài liền ôm máy ảnh đuổi theo chụp từng khoảnh khắc, cho đến lúc bị ngăn cách bởi cánh cửa nhà vệ sinh mới chịu thôi. Đến chịu với cô gái phóng viên Tiểu Dã này, cô ta đứng che ô đợi đến khi Nhất Phàm giải quyết xong thì xông đến hỏi chuyện anh đã đi đâu từ khi lớp ẩm thực Trung Hoa giải tán. Tại một nơi khác, khi Bộ Nhậm Thiên đang ăn uống với bọn thủ hạ thì Thế Long tìm đến, anh lấy ra bộ dụng cụ nấu ăn của mình làm một món trước mặt hắn ta. Sau khi món ăn hoàn thành được bày lên đĩa thì hắn ta bước đến thử và không tiếc cho cậu những lời khen. Hắn ta nói rằng gan nấu với cật quan trọng nhất là chúng vẫn giữ được độ co giãn tự nhiên, còn muốn thỉnh giáo về nguyên liệu cậu đã sử dụng. Thế Long cũng không che giấu mà nói đó chính là chanh, liền được hắn ta tán thưởng. Tiếp đó cậu xưng tên họ và ngay lập tức Bộ Nhậm Thiên, hắn nhận ra ngay đây chính là người đã bị Nhất Phàm đuổi ra khỏi bếp trong trận đấu năm đó với mình nên không chấp nhận lời thách đấu. Tuy nhiên cậu lại bảo sẽ mang con dao thất tinh đến để đấu một trận nên hắn ta cuối cùng cũng chấp nhận. Vì con dao đang ở chỗ sư huynh nên cậu đã hẹn 3 ngày sau sẽ đến đấu rồi rời đi. Tối đó tại quán ăn nơi Nhất Phàm làm việc, một khách hàng gọi anh ra phàn nàn tại sao món gà sốt ớt đã lâu vẫn chưa có. Anh bình tĩnh hỏi ngược lại tại sao lại gọi món này. Thực khách kia trả lời chính bởi vì nó ngon, và ngay lập tức anh tiếp lời miêu tả về món ăn. Nó được làm từ thịt gà hảo hạng với ớt đắt đỏ. Qua cách chế biến độc quyền tạo ra vị chua cay, tươi và thơm ngon cực phẩm rất đáng để chờ đợi. Nghe vậy vị khách cuối cùng cũng sảng khoái quyết định sẽ đợi mà không kêu ca nữa. Giải quyết xong bàn này thì Nhất Phàm tiến tới bàn của các mỹ nữ uống rượu cùng họ, kết quả là phải nôn thốc tháo dọc đường. Cảnh ôm bụng đi vệ sinh Tiểu Dã cũng đã chụp thì cảnh này làm sao có thể bỏ qua kia chứ. Chụp liền mấy tấm cô dơ lọ thuốc an thần đã lấy từ người của anh trước đó ra hỏi, đây có phải là muốn tự tử không mà lại uống thuốc nhanh như vậy. Nhất Phàm ngoài miệng đáp là do mình mất ngủ, nhưng thực chất đầu giường của anh có treo dòng chữ hãy dũng cảm đi chết đi. Khi về đến nhà, Nhất Phàm không ngủ mà lấy những gia vị ra nếm với bộ mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó còn gọi điện cho chủ quán nhưng ông ấy đang đánh bài không nghe. Đột nhiên anh nghĩ ra gì đó bèn chạy đến khu gia vị tìm đồ, và khi tìm thấy thì cũng là lúc Thế Long đến yêu cầu một tô thập cẩm. Vì là người quen cũ nên dù đã đóng cửa, Nhất Phàm cũng xuống bếp làm mì. Khi tô mì đã đặt trước mặt, Thế Long dùng đũa gắp miếng cá viên thử rồi ngay lập tức phun ra, còn bình phẩm cá viên thật thất bại khi không còn vị cá nữa. Tiếp đó là củ cải trắng, da lợn và huyết hầm quá nhừ nên cũng thất bại. Đặc biệt cậu phê phán rằng ruột không được làm sạch còn dính cả phân cơ. Trước vị khách nóng tính này, Nhất Phàm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy khăn giấy cho cậu. Nhưng Thế Long lại dẹp sang một rồi bên lấy củ trắng ra dùng dao ra biểu diễn lại màn cắt rau củ trên không giống ngày xưa. Trong lúc đó Nhất Phàm giới thiệu cho Thế Long nghe loại ớt mình sắp sửa ăn đây rồi cho vào miệng. Trông anh ổn chứ? Thế Long hiếu thắng nếm thử liền chảy ngay máu mũi, chỉ có thể để lại lời quyết đấu rồi rời đi trước. Sáng hôm sau, khi Nhất Phàm đứng tại bến tàu châm thuốc rồi nghĩ về những gì đã xảy ra năm xưa, Tiểu Dã từ đâu mang máy ảnh đến liên tục nháy. Cô bảo tư thế này của anh thật đẹp trai, còn anh thì vô cùng tự tin thừa nhận điều này. Tiếp đó cô tự biên tự diễn nói tiêu đề lớp trưởng lớp ẩm thực Trung Hoa tự sát hẳn là một tiêu đề rất hay. Cũng vào lúc này, ông chủ Trịnh thấy thòng lọng treo giữa cửa hàng chẳng hề ngạc nhiên, ông còn đưa ra lời khuyên lần sau nên treo chỗ nào chắc chắn một chút. Dưới bến tàu, Tiểu Dã quấn lấy muốn phỏng vấn Nhất Phàm về chuyện giải tán lớp học năm xưa nhưng anh không muốn trả lời. Cô đưa ra lời dụ hoặc nếu đăng báo sẽ có rất nhiều cô gái thích, cứ như thế anh trai đâm đầu vào phỏng vấn luôn. Người phỏng vấn cùng còn có ông chủ Trịnh nhưng mọi câu hỏi Tiểu Dã đều nhắm vào Nhất Phàm, còn anh thì cố gắng mời ông chủ Trịnh trình bày. Thấy hai người như vậy, ông chủ Trịnh chịu hết nổi cái trò này nên quyết định đi đánh bài không thèm tham gia cùng. Ngay sau đó, Tiểu Dã hỏi lý do trận quyết đấu năm đó thua có phải là do anh đã đuổi trợ lý của mình đi hay không. Anh trả lời điều đó không liên quan. Đúng lúc này, Thế Long bước vào khẳng định đúng là như vậy.
Vì món Hỏa Sơn Vu Lòng cần sự kết hợp của hai người điều chỉnh lửa và nước, nên một mình Nhất Phàm không thể hoàn thành được. Tiếp đó Thế Long khiêu chiến anh với điều kiện, nếu thua phải giao Giao Thất Tinh cho mình, nhưng anh không đồng ý. Đúng lúc này một thực khách bước vào hỏi có bán đồ ăn không thì hai người đồng loạt hô lên. Nhất Phàm hô không, còn Thế Long hô có khiến vị khách hơi hoang mang định rời đi, nhưng lại bị Thế Long bắt phải ở lại. Cậu vào bếp chỗ tài nấu một nồi thịt cho vị thực khách nếm thử, kết quả vị của nó rất ngon làm vị khách phải chạy đi gọi người đến cùng mình thưởng thức. Cảnh tượng thực khách rối rít khen món ăn của Thế Long ngon khiến Nhất Phàm có điều suy nghĩ. Tối đó anh ngồi hút thuốc trên chiếc ghế đá cùng cậu ngốc trong khu. Đang hút anh quay ra hỏi cậu ngốc sống có hạnh phúc không, nhưng cậu ấy đến hạnh phúc cũng không biết là thứ gì. Anh lại hỏi tiếp nếu chết đi thì cậu muốn làm điều gì nhất, cậu ngốc khóc lên bảo muốn được ăn lẩu. Nguyện vọng này của cậu ngốc thật dễ thực hiện đối với anh, Nhất Phàm đã đưa cậu ấy về cửa hàng nấu một nồi lẩu vô cùng ngon. Bên phía Tiểu Dã lúc này đang đi cùng Thế Long hỏi về tình hình sức khỏe của anh. Bây giờ thì tôi mới biết hóa ra hai người họ chính là anh em với nhau. Nhậm Thiên tìm đến Nhất Phàm muốn mua lại Giao Thất Tinh nhưng không được, bèn để lại thư kiêu chiến, nếu thắng sẽ lấy dao còn thua sẽ trả lại lớp ẩm thực Trung Hoa cho anh. Vốn Nhất Phàm vẫn luôn canh cánh về chuyện làm hại lớp học đóng cửa nên ngay lập tức nhận lời. Có mục tiêu sống mới khiến tờ giấy đầu giường của anh cũng bị xé mất nội dung, bây giờ chỉ còn hãy dũng cảm đi. Anh hăng hái xách giỏ đi mua nguyên liệu nấu ăn và nấu ra một món nhìn vô cùng hấp dẫn. Mọi người nếm thử liền tấm tắc khen ngon khiến anh rất vui, nhưng ngay sau đó cậu ngốc đã oẹ ra chê khó ăn. Giờ đây anh mới biết hóa ra chỉ là mọi người giả vờ để anh được vui. Hiện tại Nhất Phàm đã mất đi vị giác nên không muốn nấu ăn nữa, lâu ngày nấu lại còn không thể nếm nên mới làm ra món khó ăn như vậy. Chuyện này khiến anh cảm thấy rất buồn, bèn tự nhốt mình trong phòng. Chủ quán Trịnh cố an ủi Nhất Phàm bằng cách bảo, bản thân tôi vừa mập vừa không xe, không nhà còn không bạn gái nhưng vẫn đang sống rất tốt đấy thôi. Lời khuyên này cũng chẳng hữu hiệu lắm nên anh vẫn không có động tĩnh gì. Tiểu Dã đề nghị sẽ ở đây chờ Nhất Phàm nên khuyên chủ quán Trịnh về trước. Đến khi trở ra thì thấy cô phóng viên ngồi ngủ co ro trên bậc thang nên bèn đáp chăn cho, cũng không quên xem cô đã chụp mình những gì. Nhìn tấm ảnh cười mãn nguyện khi làm lẩu cho cậu ngốc và nhìn cậu ăn một cách hạnh phúc, anh phát hiện thì ra bản thân cũng có lúc vui vẻ như vậy. Đúng lúc này Tiểu Dã thức giấc lôi kéo anh đi ăn cùng mình. Trong bữa ăn Tiểu Dã chia sẻ lần đầu tiên được làm hướng dẫn viên đã vô cùng sợ hãi, nhưng cũng từ đó mà quyết tâm muốn làm một phóng viên. Cô còn đắc ý khoe đã nhận rất nhiều thư tình vì bản thân xinh đẹp. Tiếp đó anh trịnh trọng cảm ơn cô đã ở bên lúc anh buồn còn cố ý muốn hôn, hóa ra anh cũng đã bỏ thuốc vì cô. Nghe vậy cô vui vẻ móc túi đưa cho anh viên kẹo bạc hà y như viên anh đã từng đưa cho sư đệ rồi rời đi trước. Sáng hôm sau lúc Nhất Phàm mang một tâm trạng vô cùng tốt nấu ăn thì Thế Long đến muốn lấy dao, nhưng anh từ chối đưa nên cậu tức giận hất đổ nguyên liệu nấu ăn. Lúc này Nhất Phàm cũng không muốn nhịn mà đồng ý thi đấu, nếu thua thì sẽ giao bảo vật cho. Thế rồi hai người cùng nhau đi mua nguyên liệu đặc thù của mình. Lúc đạp xe hai người họ còn cố ý đạp xe nhau để cản trở đối phương, người bị ngã khỏi xe trước chính là Nhất Phàm. Thế Long lúc này đạp xe lên dốc cũng quá mệt mỏi vứt cả xe đi, cả hai ôm đống nguyên liệu chạy trở về. Vừa chạy hai người vừa đấm vừa đá nhau tranh giành trước sau dưới mưa, sau đó Nhất Phàm bị cướp lấy túi nguyên liệu và nhìn nó bị ném đi, anh liền tức giận đá Thế Long một cái. Cú đá này khiến Thế Long nhớ lại năm xưa chính anh cũng đã đối xử với cậu như thế trong cuộc so tài năm ấy, liền tức giận lao vào đánh nhau. Hai người tôi đấm anh đá cuối cùng đều nằm vật ra vì kiệt sức. Ngay lúc này Tiểu Dã xuất hiện lo lắng che dù cho Thế Long nhưng cậu lại gạt tay cô đi, còn bảo nhất định sẽ đấu với Nhậm Thiên. Nếu không có con dao thì sẽ dùng mạng của mình để thế chỗ, đó chính là đạo lý ẩm thực của cậu. Khi Nhất Phàm cùng Tiểu Dã trở về, cô đã đưa anh quyển đại thực đại mà Thế Long ghi lại trong mấy năm qua tại nhiều nơi mà cậu đã đến. Cô bảo anh mình rất yêu ẩm thực và hiện đang mắc một căn bệnh nên muốn dành thời gian còn lại để nấu ăn. Khi cô rời đi thì Nhất Phàm đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm sau anh đã đưa ra một quyết định. Thế Long đang ở lớp ẩm thực Trung Hoa hoài niệm về khoảng thời gian học tập nơi đây. Cậu đến chỗ cái chậu nước giữa lớp học nơi luyện tập kỹ thuật dùng dao, chém lấy giọt nước rơi xuống rồi tưởng tượng như đang cắt đồ vật mà điêu luyện múa dao trên mặt nước. Đúng lúc này Nhất Long xuất hiện, anh đề nghị sẽ giúp chuẩn bị làm món Hỏa Sơn Vu Long đấu với Nhậm Thiên. Nghe vậy Thế Long kính cẩn cúi đầu cảm ơn sư huynh của mình. Tiếp đó Nhất Phàm hỏi cậu có thích nấu ăn không thì cậu đáp thích, vô cùng thích. Anh hỏi tiếp thích đến mức nào? Có thể kiên trì cả đời không thì cậu đáp đừng nói cả đời, thích tới mức kiếp sau vẫn sẽ làm đầu bếp. Đây là những lời mà hai sư huynh đã từng nói năm xưa, còn hứa hẹn nếu ai không kiên trì được sẽ phải ăn 10 ký rau thơm. Trận đấu cuối cùng cũng đến với hai vị giám khảo là Đệ Nhất Thần Nồi và Lưỡi Thần. Cả bộ Nhậm Thiên và sư huynh Đàm Nhất Phàm đều làm cá hấp, đương nhiên cá của phía họ chính là Hỏa Sơn Vu Long. Tinh túy của món này nằm ở chỗ phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa độ lửa và kỹ thuật dùng dao. Cá bắt buộc phải đánh vảy trước thời điểm chảo nóng lên đỉnh điểm rồi hạ xuống, vào thời điểm thích hợp nhất thì cho nước sốt vào nồi. Khi cho cá vào trong nước sốt thì nhất định phải đặt sao cho đuôi cá chuyển động, nghe thật là công phu và phức tạp.
Ban đầu người chuẩn bị nguyên liệu là Nhất Phàm, thì đáng lý người xử lý cá cũng là anh, nhưng họ đã đổi vị trí cho nhau, đúng kiểu thất bại chỗ nào đứng lên chỗ đó. Một lần nữa Thế Long đã làm rơi dao thất tinh, nhưng không phải do kỹ thuật kém mà là bệnh tái phát khiến tay cậu bị rung. Đang lúc cậu hoang mang lo lắng thì Nhất Phàm đặt tay lên lưng bảo không sao và họ sẽ làm lại chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ. Thật không làm chúng ta thất vọng mà, lần này họ đã làm thành công món ăn này. Hai đĩa thức ăn được đem lên cho hai giám khảo chấm, trong một món thì đậm chất truyền thống Trung Hoa, món còn lại với trứng cá phủ lên mang thiên hướng phương Tây. Giám khảo ăn món của Bộ Nhậm Thiên trước và quả thật rất ngon đến nỗi họ ăn hết nguyên một đĩa, đến món Hỏa Sơn Vu Long thì ngần ngại vì đã quá no. Thần Trảo Cố nếm thử đã rất thắc mắc vì mắt cá đã được thay thế, Nhất Phàm trả lời đó chính là kẹo ngọt. Anh nói bản thân mất vị giác, cứ nghĩ đã mất đi mọi thứ nhưng đến bây giờ mới hiểu thật ra không phải, mà là thần kinh có vấn đề khiến trái tim sai hướng. Lưỡi không thể nếm thì trái tim vẫn có thể cảm nhận được, nấu ăn chính là dùng tình cảm để nêm nếm và cảm nhận. Chính vì ý nghĩa của món ăn này mang lại mà hai giám khảo đã quyết định chọn Hỏa Sơn Vu Long là món chiến thắng, dù rằng xét về hương vị món của Bộ Nhậm Thiên ngon hơn. Sau mọi chuyện hai người họ cùng nấu ăn cho Tiểu Dã, tại đây Nhất Long tuyên bố sau bữa này sẽ rời khỏi giang hồ để viết xong Đại Thực Đại, nhưng việc này lại bị Thế Long giành mất. Nghe vậy Tiểu Dã lo lắng cậu không thể tự mình chăm sóc bản thân, lần này cậu không đi một mình mà có đồ đệ đồng hành. Người đồ đệ này từng là thủ hạ của Bộ Nhậm Thiên, nhưng lại yêu thích nấu ăn nên đã bái Thế Long làm sư phụ. Trước khi đi Thế Long đưa cho Nhất Phàm một phong thư, anh nói khi nào cậu đi thì mới được mở ra xem. Trong thư Nhất Phàm nói cậu mắc chứng cứng teo cơ một bên, một loại bệnh mà sau này chớp mắt cũng khó nên muốn nhìn rõ Đại Thực Đại trước lúc ra đi. Cậu vừa ngoảnh đầu từ biệt thì mới biết, hóa ra Nhất Phàm đã nhận được thư và kẹp trong đó là bản đồ mới của Đại Thực Đại, nhưng sau này thì không còn nữa. Vì yêu cái nghề nấu ăn mà Thế Long đã không ngại căn bệnh nan y của mình quyết tâm phải nhìn thấy Đại Thực Đại trước lúc ra đi. Cũng vì yêu mà Nhất Phàm đã rất nghiêm khắc với các sư đệ của mình, nhưng đến cuối cùng cậu đã nhận ra được tình yêu vốn dùng con tim chứ không phải lý trí. Mỗi chúng ta không phải ai cũng tài giỏi, nhưng chỉ cần bạn yêu việc mình đang làm, dũng cảm theo đuổi thì tin chắc cuối cùng bạn sẽ thành công.